Những quốc gia từng kỳ thị người gốc Á giữa đại dịch Corona lại đang chao đảo vì số người mắc Covid-19 tăng đột biến. Đừng chạm vào tao, lũ gia tăng bệnh tật, hãy cút khỏi đất nước của tao, một người đàn ông Mỹ vừa mắng chửi vừa đấm vào mặt người phụ nữ gốc Á đang đeo khẩu trang tại New York. Mỹ hiện đang là quốc gia có 470 ca nhiễm Covid-19 và 19 ca tử vong, trong đó có một ca nghi ngờ đã từng tiếp xúc gần với Tổng thống Mỹ và các quan chức cấp cao khác. Mày nhìn gì tao, tao không muốn con virus corona của mày lên sang tao. Nhóm sinh viên lao vào đánh Jonathan Mook, một du học sinh Singapore ở Anh. Kết quả, anh này bị gãy xương mặt, có thể phải phẫu thuật tái tạo một số xương. Tại sao một số người chỉ đơn giản vì màu da mà trở thành nạn nhân của bạo lực? Tại sao tôi phải giữ im lặng trước những lời kỳ thị của phân biệt chủng tộc? Những kẻ phân biệt chủng tộc luôn tìm lý do để thể hiện sự thù ghét của họ, và bây giờ họ lại lấy cớ Covid-19 để kỳ thị người châu Á, Jonathan bày tỏ. Ngay lập tức, những dòng chia sẻ của Jonathan trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Phần lớn tất cả đều lên án sự kỳ thị của người châu Âu đối với người gốc Á khi đại dịch corona bùng phát tại Vũ Hán, Trung Quốc. Thế nhưng hai trường hợp trên chỉ là hai trong rất nhiều trường hợp những người gốc Á bị phân biệt chủng tộc ở châu Âu, châu lục từ lâu được xem là văn minh. Những người gốc Á tại Pháp, quốc gia hiện đang có hơn 1.000 ca nhiễm Covid-19, cũng từng phải treo hashtag "Tôi không phải virus" trên mạng xã hội, bởi rất nhiều người gốc Á tại đây đã bị bêu xấu trên mạng xã hội, thậm chí bị xa lánh ở những nơi công cộng chỉ vì là người da vàng. Những cô gái Pháp trên xe buýt cười nhạo tôi, họ nói nên gọi bệnh nhân corona là gì nhỉ, là người Trung Quốc à? Họ chọc quê tôi bởi mái tóc đen và nước da vàng, họ lấy corona ra để phân biệt chủng tộc. Dù không phải là người Trung Quốc nhưng tôi thấy rất buồn, đó là chia sẻ của một cô gái gốc Á giấu tên trên tuyến xe buýt đến Matagen vào ngày 27 tháng 1. Cùng với đó, một số người gốc Việt ở Pháp cũng đang phải chịu hoàn cảnh tương tự. Cẩn thận con nhỏ người Trung Quốc đó đang tiến lại gần mình, những người hàng xóm thân thi khi thấy chị Cathy Trần xuất hiện. Không chỉ người dân, một tờ báo Pháp còn đặt dòng tít bắt mắt trên trang nhất của họ: Virus Corona Trung Quốc báo động vàng. Từ vàng ở đây được hiểu là ám chỉ màu vàng, màu da và mối họa, vốn chỉ việc phân biệt chủng tộc đối với cộng đồng châu Á. Đặc biệt tại Ý, quốc gia đang được xem là ổ dịch lớn thứ hai trên thế giới, với số ca nhiễm tăng mạnh lên đến hơn 9.000 ca và 463 người tử vong. Cũng từng dấy lên phong trào tẩy chay người châu Á mạnh mẽ khi một số du khách cho là người Trung Quốc đã từng bị người dân Ý nhổ nước miếng khinh bỉ ở Viên. Thậm chí một gia đình gốc Á đã bị cả khu phố Torino ở Ý cô lập chỉ vì màu da vàng. Trước khi ra khỏi nhà, những bà mẹ Ý luôn dặn con mình phải tuyệt đối tránh xa những bạn da vàng trong lớp. Tuy nhiên, phân biệt chủng tộc không bao giờ giúp bạn phòng dịch, một chuyên gia y tế hàng đầu của Anh đã khẳng định. Khi mới đây, một nữ sinh viên của Anh cho biết, tuy đã có gần 300 ca nhiễm, nhưng người dân Anh vẫn thản nhiên tụ tập ăn uống và không đeo khẩu trang. Trong khi đó, chính phủ Ý và Pháp vẫn cho phép tổ chức những show thời trang lớn và quy tụ nhiều khách mời trên khắp thế giới đến dự. Những buổi biểu diễn này có số lượng người tham dự ước tính lên tới hàng nghìn người. Hiện nay thì đã xác nhận chị gái của bệnh nhân số 17 dương tính với Covid-19 từng tham gia các show diễn tại Ý và Pháp. Nhiều công ty có nhân viên tham dự các show diễn này đều yêu cầu nhân viên không được về nước và phải cách ly tại nước sở tại. Tính đến sáng ngày 10 tháng 3, chính phủ Ý đã yêu cầu phong tỏa toàn quốc, cấm người dân không được ra khỏi nhà cho đến ngày 3 tháng 4. WHO đã xác nhận virus corona có thể lây từ người sang người, nghĩa là không chỉ người da trắng hay người da vàng, người châu Âu hay người châu Á. Và đương nhiên, không phải người Trung Quốc nào cũng mang trong mình virus corona như sự kỳ thị vô lý của những người dân châu Âu. Sự đề phòng dịch bệnh của những người khỏe mạnh là điều dễ hiểu, nhưng sự kỳ thị người da vàng và lôi sự khác biệt về văn hóa đối với người gốc Á là không thể chấp nhận được.